có lẽ đây là chiếc đẩy phải nói là gần như là đẹp và mới nhất từ trước đến giờ các bạn đẩy uh, xịn bác nhá hàng xịn của JVC hàng mới nó phải là một những con đẩy đẹp đẹp nhất từ trước đến giờ em gặp khi bán hàng bãi con này bốn uh, kênh cho bác con này đấy đánh lúc bốn kênh bác nhá, con đẩy đấy bốn kênh được chưa 4 kênh à, Mức giá 3 triệu 900 nghìn Một con đẩy 4 kênh Con này bác chú ý hội em nhé Con này là chạy điện 100V bác nha Hàng nhật xịn chạy điện 100V Đây ạ Chưa về các bác đừng có phang 220 Hàng xịn đấy ạ <laughs> Hàng xịn Và đặc biệt là con này trở kháng nó đánh được cả 4 đến 8 ôm Có nhìn hội em nhé nó chạy được cả 4 đến 8 ôm, hai cầu vào mà hai đường ra loa đây. Ra loa hai đường. Và xuống đây lại còn cả hai cầu 8 đến 16 ôm luôn. Đấy, chế độ bốn kênh, được chưa? Được chưa? thấy có bác nhìn chưa? chưa? Ui giời. Đấy, 8 16 ôm hết. Một con đẩy phải nói luôn là em bán hàng bãi từ trước đến giờ em thấy đây là con đẩy phải nói luôn là đẹp nhất từ trước đến giờ em gặp. Nó mới cứng luôn các bác ạ sợ thật có nhìn cái biến thế của nó này này nhìn cái thằng hồ nó không dám nói nó xuất sửa đâu nhưng nó quá đẹp nhìn cái bo bảo vệ của nó nhìn này thích cầu cầu trì tất cả nó bảo tản nhiệt nó thiết kế tản nhiệt này cho sò đấy các bác nào à, thích chơi những con này à, nghe nhạc chơi những đôi loa bát 25 20 và hàng tóm lại là hàng xịn đấy rước những con này về mà phang cho nó, nó thích nó phê bốn kênh luôn ạ à. bốn kênh các bác nhé hai đôi rồi bốn kênh đấy em Tuấn chỉ, chỉ biết nói thế thôi em nói luôn là đây là con đẩy em phải nói luôn là đẩy hàng bãi đẹp nhất từ trước đến giờ em gặp em bán hầu như nó không có một tí bụi nào luôn đấy bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169961 giá 3 cổ 9